mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin kính chào bà con nông dân, quý vị và các bạn. Thưa bà con nông dân, thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua ở Đắk Lắk, cùng với việc phát triển các cây trồng chủ lực như cà phê, cao su, điều tiêu, thì ngành thủy sản cũng bắt đầu phát triển nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của các mặt hàng thủy sản, đặc biệt là những loại thủy sản có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu của Đắk Lắk. Qua thực tế cho thấy, mô hình nuôi cá lăng nha đuôi đỏ bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái. Để giúp bà con nông dân nắm vững quy trình kỹ thuật khi chọn mô hình nuôi cá lăng làm hướng phát triển kinh tế của gia đình, chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông tuần này xin giới thiệu về kỹ thuật nuôi cá lăng nha đuôi đỏ bằng lồng bè. Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cá lăng nha đuôi đỏ là một loài cá da trơn chỉ có ở sông Serepok. Đây là loại cá quý hiếm có giá trị kinh tế cao, giá khoảng từ 170.000 đồng 1 kg trở lên. Với nguồn lợi mà cá lăng nha đuôi đỏ mang lại, nhiều người dân đã dùng mọi hình thức để đánh bắt, khiến loài cá này ngày càng cạn kiệt. Trước thực trạng đó, năm 2005, ông Hoàng Quốc Bài và một số hộ dân ở xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột đã quyết định đưa cá lăng nha đuôi đỏ về nuôi thử nghiệm trong hồ của mình. Ban đầu, ông Bài mua cá giống từ những người đi câu với giá 30-40.000 đồng một con, dài khoảng 15 cm, đem về nuôi. Ban đầu, ông cũng lo lắng loài cá này vốn sống ở dòng nước chảy xiết, lắm thác gành, sẽ không sống được trong ao, hồ nước tĩnh. Song qua 18 tháng nuôi thử nghiệm, những con cá lăng phát triển tốt với trọng lượng từ 2-3 kg một con. Đây là loài cá dễ nuôi, thời gian nuôi trong vòng 15-18 tháng sẽ cho thu hoạch. Đặc biệt trong khi nhiều hộ chăn nuôi khác đang phải lao đao tìm đầu ra cho sản phẩm, thì những người nuôi cá lăng đuôi đỏ không phải lo lắng trước vấn đề này. Khi cá chưa đến kỳ thu hoạch, các nơi đã đến đặt hàng tại hồ. Mặt khác, nhiều hộ dân và các trang trại khác trên địa bàn trong tỉnh và ngoài tỉnh tìm đến mua giống. Hiện nay tại xã Hòa Phú cũng đã thành lập được câu lạc bộ nuôi cá lăng nha đuôi đỏ với 16 thành viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Thế thì nếu mà người dân hiện nay là nó còn có một mong muốn là tức là nó còn muốn nhân rộng mô hình cho bà con. Tại xã E Cao, các mô hình nuôi cá lăng nha đuôi đỏ cũng đang được nhân rộng với lợi thế về mặt hồ tự nhiên rộng nên có thể phát triển theo hình thức nuôi bằng lồng bè. Ông Nguyễn Minh Tuấn, thôn Cao Thành, xã E Cao, thành phố Buôn Ma Thuột là một trong những hộ nuôi cá lăng nha đuôi đỏ thành công và làm giàu bằng việc nuôi cá lăng lồng. Trước đây, gia đình đã đầu tư nuôi các loại cá nước ngọt khác bằng lồng như chấm, mè, diêu hồng, cá lóc. Nhưng từ sau khi nuôi thử nghiệm thành công cá lăng nha đuôi đỏ bằng lồng, ông đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô nuôi loài cá này trên hồ E Cao. Mỗi lứa nuôi từ 14 đến 15 tháng, khi cá đạt trọng lượng trung bình 2 kg một con thì bán. Với 24 lồng nuôi, một lồng nuôi 1.000 con, giá bán từ 150 đến 180.000 đồng 1 kg, mỗi vụ ông Tuấn thu lãi hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, để cá sinh trưởng và phát triển nhanh không nhiễm bệnh thì việc sản xuất thức ăn cho cá hết sức quan trọng. Ông đã đầu tư xây dựng một trang trại nuôi giun quế làm thức ăn cho cá, vận dụng những kiến thức trong ngành cơ khí đã học từ khi còn trẻ để tự chế tạo lắp ráp máy xay nén ép thức ăn cho cá lăng để bảo đảm nguồn thức ăn đầy đủ theo quy trình khép kín không phụ thuộc vào thị trường. Theo ông Tuấn, với quy trình sản xuất cá lăng khép kín hiện nay, mỗi kg cá thương phẩm ông đầu tư cao nhất là 80.000 đồng, nhưng giá xuất bán là 180.000 đồng nên lãi rất cao. Cảm thấy cái năng suất và cái hiệu quả cao là tôi sẽ đưa con cá lăng đuôi đỏ về cái đất Lắk Lắk này, tôi cảm thấy nó rất hiệu quả cao. Đối với thị trường tiêu thụ, tôi bán hiện nay là thiếu hàng cho các nhà hàng ở cái đất Lắk Lắk này, chưa nói tỉnh ngoài. Đắk Lắk hiện có khoảng trên 50 mô hình nuôi cá lăng nha đuôi đỏ, từ hộ gia đình đến nuôi tập thể như thành lập câu lạc bộ hay các mô hình của doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống người dân và trở thành hướng đi mới cho ngành nông nghiệp của vùng đất cao nguyên này. Với nhu cầu của thị trường hiện nay, loài cá này được đánh giá là có đầu ra khá rộng và ổn định, không chỉ phụ thuộc nhu cầu trong tỉnh mà còn xuất hiện tại nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Hiện nay, ngành thủy sản Đắk Lắk đã cho ra đời nhiều cơ sở ươm nuôi giống cá lăng nha đuôi đỏ có chất lượng đảm bảo để phục vụ nhu cầu nuôi cá của bà con trong tỉnh. Cá lăng thì như chúng ta đã biết là vùng cá lăng, cái
cái nơi mà xuất phát cá lăng ở tỉnh Đắk Lắk là nó nằm dọc sông Sepok, cho nên là nguồn cá lăng ở đây trước đây thì rất là dồi dào, nhưng sau những năm gần đây nó đã cũng cạn kiệt, cho nên là chúng tôi dự định làm cái sản xuất cá giống ở đây để giữ lại cái nguồn gen. Cái thứ hai nữa là cái nguồn cá lăng ở đây rất là chất lượng, rất là ngon, có thể cạnh tranh với các thị trường không những trong nước mà có thể là nước ngoài. Thì cho nên chúng tôi là đã triển khai làm thí điểm, nuôi cá thí điểm làm mô hình trên 6 hộ ở vùng ngày cao này. Và hiện bây giờ qua kiểm tra thì trong thời gian khoảng 3 tháng thì chúng tôi thấy rằng là cá đã có thể là có những con đã lên 4 lạng rồi. Mà cái tiêu chí dự án là phải 8 tháng thì cá có thể có đạt trọng lượng khoảng 9 lạng đến 1 ký, thì cái đó có thể khả quan. Và trong thời gian tới là chúng tôi hiệu quả thì nó đã rõ ràng, bởi những người nông dân rất là phấn khởi khi dự án đã tiếp cận đến vùng này, và mong muốn làm thế nào của chúng tôi là sẽ nhân rộng cái vùng nuôi cá này ra trên địa bàn vùng này để sau này chúng ta sẽ nuôi cá thịt để chúng ta xuất khẩu. Cá lăng nha đuôi đỏ là loài cá nước ngọt, thịt trắng chắc, không xương răm, mùi vị thơm ngon, giá trị thương phẩm cao. Trước đây loài cá này chủ yếu được đánh bắt khai thác từ tự nhiên, nhưng hiện nay được người dân đưa về nuôi trong ao hồ nên nguồn cá lăng phát triển ổn định. Để nuôi cá lăng nha đạt hiệu quả, có thể áp dụng hình thức nuôi bán thâm canh trong ao hoặc trong bè. Nếu nuôi bằng ao thì ao nuôi rộng 1.000m2 trở lên, sâu 1.5-2m, độ che phủ mặt nước không quá 30%. Lớp bùn dày 10 đến 15 cm, có thể chủ động cấp thoát nước. Nếu nuôi bè, bè phải có diện tích 10 mét khối trở lên, đặt ở nơi có dòng chảy vừa phải. Tuy nhiên, nếu nuôi cá lăng trong bè thì cá phát triển nhanh hơn bởi dễ kiểm soát lượng thức ăn, không bị thất thoát. Nuôi ở trong lồng bè thì cái thức ăn thì phải 100% đủ nước thức ăn. Còn nuôi ở ao đất thì nó tự kiếm ăn được, cho nên là nó đỡ tốn ở lồng bè là 50%. Ưu điểm ở lồng bè nó không thất thoát, còn ở ao thì nó sẽ chắc nó sẽ thất thoát. Điều kiện bè nuôi cần kiểm tra nước trước khi thả bè. Nguồn nước dùng để nuôi cá lăng nha phải đảm bảo các thông số, độ pH từ 6-8, tốt nhất là 6.5-7.5, oxy hòa tan trên 3mg/1 lít, độ trong từ 30-40 cm, độ mặn từ 0-50%. Hàm lượng NH3 dưới 0.01mg/lít. Việc chuẩn bị bè có ý nghĩa quyết định đến kết quả nuôi. Sử dụng lưới tốt, sau 4 tháng nuôi phải thay lưới, kiểm tra lưới từng mắt thật kỹ trước khi thả. Đặt bè ở nơi ít sóng, dòng chảy vừa phải, thuận lợi trong việc vận chuyển cá, thức ăn. Thường xuyên kiểm tra dây cột lưới, cứ 5 ngày kiểm tra lưới một lần, kết hợp rửa lưới sạch bằng máy xịt để thông lưới và chống nấm bệnh. Thứ nhất là phải sống lưới, phải loại lưới tốt. Thứ hai nữa là phải lưới phải thông thoáng. Nó không có bị bí lưới, rồi nó không có bị đóng màng lưới thì mới nuôi được. Thả cá giống phải đảm bảo các tiêu chuẩn: cá không mất nhớt, đuôi và râu không bạc màu, cỡ đồng đều, không bệnh tật, kích cỡ từ 8 đến 12 cm, mật độ thả từ 20 đến 40 con 1 mét khối. Thời gian thả tốt nhất là vào lúc mát trước khi thả cá, bỏ cả bao bịch cá xuống nước từ 10 đến 15 phút rồi mới mở bao thả. Không nên thả vào thau, chậu để cân đong đếm trong lúc cá vận chuyển đang mệt. Về vấn đề chọn có giống, chọn cho con giống nuôi á, là đòi hỏi về con giống khỏe mạnh là một. Thứ hai là không chảy xước và đúng chỗ sản xuất uy tín. Thức ăn cho cá cũng phụ thuộc vào từng giai đoạn và trọng lượng của con cá. Có thể cho cá ăn bằng một trong các loại sau: cá tạp, cắt khúc vừa cỡ miệng, thức ăn tự chế 50% cám cộng 50% cá, thức ăn viên độ đạm ít nhất 35%. Cho ăn 3 lần một ngày, sáng, chiều, tối. Bữa tối chiếm 40-50% tổng lượng thức ăn trong ngày. Nên bổ sung chất bổ vào thức ăn để giúp cá tăng sức đề kháng, tiêu hóa tốt, lớn nhanh hơn, như các loại vitamin C, chế phẩm vi sinh vật, men tiêu hóa, các sản phẩm chứa axit amin, sorbitol, khoáng vi lượng. Đối với thức ăn tự chế phải ăn trong ngày, không để cám mốc. Khi cho ăn tuyệt đối không được kéo cả lồng cá lên mặt nước làm xước cá, làm động cá.
Từ tháng 11 đến tháng 3 thời tiết lạnh nên giảm lượng thức ăn từ 1 đến 1,5%. Thức ăn tự chế này là chúng tôi đã phải có thuốc phòng trộn vào và đưa trong máy đun ra thì nó có thuốc trong thức ăn cho nên là nó không bị bệnh, cá không bị bệnh. Vấn đề phòng bệnh, trong điều kiện nuôi bè thường xuyên theo dõi hoạt động ăn mồi của cá, nhất là vào lúc nước đứng, nước đổ để xử lý kịp thời. Một số bệnh thường gặp ở cá lăng, bệnh lở loét, bệnh trắng da, bệnh trắng đuôi. Phòng bệnh cho cá bằng cách treo túi vôi ở đầu bè, 15 ngày khử trùng bè một lần bằng BKC, phun trực tiếp xuống bè. Khi thu hoạch, cần thu hết một lần, không thu hoạch tỉa, cá sẽ bị thương và bỏ ăn. Cái đặc tính của cá lăng này nó rất nhát, cho nên mình thu hoạch chỉ thu hoạch một lúc trong một lồng. Chứ còn bây giờ mình đợi mình thu hoạch tỉa là nó sẽ bỏ ăn cả từ 1 đến 5 ngày. Cho nên là nó hao hụt cái độ trong đồng. Ngày tôi phòng bệnh phải có thuốc một lần. 3 ngày tôi có thuốc phòng bệnh và tôi ăn cho ăn C hàng ngày. Cái năng nuôi đỏ nó chỉ có thường thường nó bệnh nở lét thôi. Nhưng mà cũng ít gặp. Như vậy với quy trình kỹ thuật trong việc lựa chọn hình thức nuôi, lựa chọn giống và có cách chăm sóc thích hợp sẽ giúp bà con nông dân lựa chọn mô hình nuôi cá lăng đạt năng suất và hiệu quả, nâng cao thu nhập phát triển kinh tế của gia đình và khai thác tiềm năng thế mạnh các mặt hàng thủy sản, đặc biệt là những loại thủy sản có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu của Đắk Lắk. Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng hân hạnh tài trợ chương trình này. Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con nông dân, quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.